谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. A Di Đà Phật, con xin thầy cho con chia sẻ với thầy cũng như mọi người về suy nghĩ đầu tiên của con khi con mới đọc câu Đức Năng Thắng Số. Rồi, thầy mời con cứ chia sẻ với quý khán thính giả. Dạ, lần đầu tiên con đọc câu này thì con ngạc nhiên tại con cũng chưa bao giờ nghe. Nhưng khi con có ngồi xuống con học hỏi từ bà ngoại của con thì ngoại cắt nghĩa với con là đức thì là những công đức mình làm hay là phước đức mình được á. Thì nếu mình có nhiều đức thì mình sẽ có đủ khả năng để vượt qua chuyện xấu, chuyện khó hay là tai nạn. Và như vậy thì mình cũng thắng cái số mà đã định cho mình rồi. Đúng rồi. Được thêm may mắn. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Rất là hay. Nó thường duyên có cái chia sẻ như vậy rất là quý. Bây giờ là nhà Khiếu Hạnh có chia sẻ gì thêm không? Dạ, con cũng giống chị Hà Thiên. Và khi lúc đầu con đọc câu này thì con cũng nghĩ là nếu mình làm rất là nhiều điều tốt thì giống như mình sẽ được trả lại những cái thứ tốt đẹp. Đúng, đúng rồi. Nếu mình làm những cái điều tốt thì mình sẽ được trả lại những cái điều tốt. Và ngược lại, nếu mình làm những cái điều xấu thì những cái xấu nó cũng sẽ đến với mình. Yeah. Cho nên cái đó là cái luật nhân quả. Yeah. Luật nhân quả. Và hai cô không biết là Đức Phật dạy là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Bồ Tát là những cái bậc mà đã giác ngộ và có khả năng giác ngộ cho những chúng sinh hữu tình đó, tức là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là Bodhisattva, hữu tình giác và giác hữu tình. Cho nên quý ngài là sợ cái nhân. Ví dụ bây giờ tụi con những người mà chúng sinh đó là vô minh, cho nên chỉ sợ khi mà cái kết quả nó đến rồi đó thì mình mới sợ, chứ mình không có đề phòng cái nhân. Còn những cái người trí thức, những vị Bồ Tát thì sợ cái nhân, bởi vì có cái nhân thì mới có cái quả, phải không? Nếu mà mình mùa đông thật là lạnh, tuyết ở những cái tiểu bang miền đông như vậy mà chạy ra dưỡng với tuyết, đùa với tuyết khoảng chừng 4-5 tiếng thì sao? Lạnh là phải không? Có thể sưng phổi, phải không? Nếu mà không có áo ấm. Thì cái nhân á, là do mình đùa dưỡng trong một cái thời tiết quá giá rét. Còn cái kết quả là bị cảm cúm hay là bị sưng phổi. Đó, có thể là bị chết. Cho nên hiểu được cái nguyên nhân nó như vậy, cho nên mình đề phòng, mình không có không có chủ quan, không có sơ ý để mình phải bị chết cống, bị nhiễm bệnh, phải không? Mình biết bây giờ mình học thật giỏi đó, hai con học thật giỏi thì hai con sẽ được khen thưởng, hai con sẽ có một cái tương lai công ăn việc làm rất là vững vàng. Mình hiểu được cái đó cho nên tụi con nỗ lực học hành. Còn tụi con cũng biết rằng là do mình lười biếng, mình không có học hành cho nó đàng hoàng, không có chăm sóc cái bài vở, tức là homework vân vân, cho nên mình gặp những cái khó khăn, mình chán nản, mình bỏ học, cuối cùng là tương lai xấu, không có một cái kết quả, không có cái ngành nghề gì hết rồi. Thành sẽ trở thành là homeless, tức là những cái người mà không có gia cư, phải không? Vô gia cư. Thì cho nên biết được cái nhân quả trong đạo Phật. Mà nếu tất cả mọi người trong thế gian này mà hiểu được nhân quả đó thì sẽ không ai làm những cái việc ác, mà ngược lại sẽ nỗ lực làm những cái việc thiện. Dạ, thưa thầy, con cũng muốn chia sẻ thêm một chút nữa. Rồi, thầy mời là, con. Hôm qua thì con lên mạng thì con thấy giống như là cái video mà người ta chia sẻ, và con coi con khóc luôn, tại giống như nó nói về giống như ở bên nước, ở đâu đó thì người ta giống như đánh con chó để cho nó chết, xong rồi người ta lấy cái thịt của nó đó. Dạ, con coi con khóc luôn. Đúng rồi. Tới tội nghiệp lắm. Thì đó, đúng mà. Mà rất là nhiều, khoảng cũng hơn 100 con chó. Nó bị đập xong rồi cho nó chết đó, xong rồi người ta sẽ lấy cái da rồi để làm đồ. Ác quá. Dạ.
và ai cũng những người mà chia sẻ nói là giống như sau này giống như họ sẽ bị những cái quả báo á, đúng vậy, không điều không có điều tốt đẹp đến, thì đó sẽ có cái quả báo, có thể là họ sẽ sinh lại làm con chó rồi bị người khác đánh đập mà đau khổ, để mà cũng như bây giờ thầy có nghe nói là có những cái tiệm ăn mà người ta làm thịt dê đó, một con dê mà trước khi mà mổ thịt cơ thì người ta sẽ đánh để cho nó chảy cho nó đau đớn, nó tốt mồ hôi ra cho nó bớt hôi trước khi mà chết nó mổ thịt á, tội nghiệp quá phải không? Nó quá tội, mình vì cái miếng ăn của mình chút mà rồi miếng ăn của mình nó xong khoảng chừng 2-3 tiếng rồi nó cũng biến thành phân mất hôi, mà cả một cái sự đau khổ, sợ hãi, đau đớn của một cái con vật như vậy thì tội quá. Đó, giống như đánh chó, giết chó để mà ăn thịt, mà con chó là cái loài nó trung thành nhất á, phải không? Dạ, và cũng có một cái nữa con coi là người ta giống như giỡn á, bên ở đâu á thì con không biết, nhưng mà thì người ta lấy lửa, người ta đậy con chó lại xong rồi người ta bỏ dầu vô đó, người ta đốt con chó cho nó chạy giỡn vậy đó. Là con chó thì nó giống như nó sợ hãi, nó chạy để cho cái lửa tắt á. Quá ác hả? Họ đùa giỡn trên cái sự khổ đau kinh khiếp của một cái con vật. Cái đó là cái mà trong Phật giáo ai còn biết không, Đức Phật cấm. Vì lòng từ bi đó, Đức Phật không cho phép chúng ta phải hành hạ, không cho phép chúng ta hành hạ những cái con vật hay là con người. Con vật mà còn không có hành hạ làm cho nó đau khổ, nó sợ hãi, huống chi là con người. Cho nên nếu mà trên thế giới này tất cả mọi người đều hiểu được tấm lòng từ bi, thương yêu, kính trọng, bảo vệ lẫn nhau, tức là tôn trọng và bảo vệ cái sự sống cho nhau, thì không có cái nạn khủng bố bắn giết người này người kia được, được không? Thì tụi con có nghe những cái cảnh mà bắn giết không? Bắn giết người rồi đó. Hôm nay có rất là nhiều ở bên Texas rồi đó. Ohio. Đó. Con cũng nghe nói là mới đây khoảng một hai ngày thì có một vụ bắn ở gần đây nè, ở trong khu Garden Grove Westminster, ở gần trường Bosa Grande High School. Đó là do thiếu cái lòng từ bi. Chứ nếu mà có tâm từ bi á, biết bắn một cái người như vậy là buồn lắm. Họ đau khổ bởi vì họ phải vĩnh viễn từ bỏ gia đình, bà con quyến thuộc, bạn bè của họ. Rồi cha mẹ của họ cũng đau khổ nữa, phải không? Cái người chết đau khổ mà cái người còn sống cũng rất là đau khổ. Cho nên tạo ra nhiều cái đau khổ, và bản thân của cái người bắn đó thì cũng tạo ra những cái nghiệp ác cũng không có tốt. Bởi vì sao? Bởi vì do cái ác nghiệp đó mà họ phải thọ nhận những cái quả báo rất là khổ đau ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Ở đời này bị cảnh sát bắt nhốt, ở có những cái tiểu bang tùy theo cái mức độ khinh hay là trọng, tức là nặng hay nhẹ, mà người ta có thể bỏ tù chung thân, tức là suốt đời, hay chả là tử hình. Thành thử ra tạo những cái đó thì là cái điều không tốt. Cho nên trong cái giới đầu tiên của năm giới mà Đức Phật đã chế đối với những người Phật tử tại gia, đó là không được sát hại chúng sinh. Hãy có cái sự sống, bất cứ chúng sinh nào, dù là loài vật hay là loài người, cũng không có được sát hại. Thì thầy cảm ơn cái sự chia sẻ vừa rồi của hai con rất là nhiều. Tụi con có những cái chia sẻ như vậy thì rất là quý, để cho quý khán thính giả cũng thấy được những cái suy nghĩ của tụi con như thế nào về những cái lời dạy của Đức Phật, nhất là về vấn đề nhân quả, nghiệp báo. Và câu hỏi kế tiếp, kính bạch thầy, kinh Đảnh Lễ Sáu Phương dạy về bảy cách báo hiếu ân đức sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ. Vậy xin thầy hoan hỷ cho biết bảy cách báo hiếu đó gồm có những gì ạ? Thầy cảm ơn ca sĩ Jesse Thảo Vy về cái câu hỏi vừa rồi. Thầy trò của chúng ta đã chia sẻ với quý khán thính giả trong những cái chương trình Sống Đời Sống Phật trước đây đó, thì hai con có nói về làm sao để mà phải vâng lời cha mẹ, phải không? Rồi giúp đỡ cha mẹ khi mà cha mẹ cần, thì cái đó là cái điều đầu tiên trong kinh Lễ Bái Sáu Phương. Một trong cái cách mà chúng ta đền đáp cái ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đó là thứ nhất vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ khi cần. Thứ hai là chăm chỉ học hành,
siêng năng làm việc. Đó cũng là hai cái điều mà hai con cũng đã chia sẻ phải không ạ? Dạ. Đó, tức là chăm chỉ học hành rồi siêng năng làm việc, làm những cái việc tốt phải không? Dạ. Thứ ba là gìn giữ gia phong, danh dự của gia đình. Tức là mình không có làm cho cái uy tín của gia đình nó bị tổn thương ở đây là bị hurt. Yeah. À, không có làm cho cái gia tộc bị, ví dụ làm những cái điều xấu, nó con nhà ai, con dòng họ Nguyễn, con dòng họ Lê hay con dòng họ gì đâu mà sao không có tốt, đại khái như vậy là tổn thương rồi, phải không? Yeah. À, rồi cái thứ tư là gìn giữ tài sản của ba mẹ. À, tài sản ba mẹ mình không có phung phí, mình ví dụ mình cũng thích chơi game nhưng mà nó đòi cha mẹ phải mua một cái game phải mấy ngàn, cha mẹ đâu có tiền đâu mà mua cái game mấy ngàn. Đúng rồi. Là mình phung phí hả, cái game chừng một chục đồng hay là mấy đồng thì cũng có thể được rồi. Với lại nếu mà mình chơi nhiều quá thì mình cũng chán rồi mình bỏ mất rồi mình chạy theo uống phí mà cứ chạy theo cái hàng hiệu á, quần áo này phải là cái hiệu đó, cái giày đó, mà cái quần áo là cũng quần áo thôi chứ nó cái giống như vậy, điều nó chạy theo cái hàng hiệu thành thấy nó tự nhiên cái nó đắt. Chứ thầy là thầy cũng bây giờ ví dụ hai con mà bận cái hàng hiệu gì thầy cũng chả biết nữa, thầy không biết cái túi đó có bao nhiêu tiền, hay là đôi giày đó bao nhiêu tiền, hay là cái áo dài đó bao nhiêu tiền, thầy không hề biết. Mà cái đẹp đó, nó không phải là chỉ là đôi giày hay là cái túi sách, nó đẹp là nó từ cái đạo đức của mình, cuộc đời của mình dù dáng gì nhưng mà mình có cái nết na, có cái phẩm hạnh, có cái đời sống đạo đức tốt thì người ta kính trọng, chứ không phải là người ta kính trọng cái đôi giày của mình. Không phải vậy, phải không? Đó, rồi gìn giữ tài sản cha mẹ này, thứ năm phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, thứ sáu lo tang lễ cha mẹ đúng phong tục khi cha mẹ qua đời, thứ bảy là khích lệ và giới thiệu đạo giải thoát chánh kiến đến với cha mẹ. Đó là bảy điều mà trong kinh lễ bái sáu phương Đức Phật đã dạy, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có đi xa được như vậy. Rất tiếc thời gian không cho phép, thầy cho chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước khỏe trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.